Rồi hai cây này là dùng để mở yên khẩn cấp nha các bạn. Trong trường hợp mình mất cái remote nha. Rồi, quay start vô nè. Rồi ngay cái lẫy nè. Mình cái ngón này mình giật nó lên. Còn cái cây này mình sẽ đẩy tới. Đó, là nó sẽ bị rớt ra. Rồi, ở đây có một cái khất nè. Là cái khất này vừa vô cái đầu này. Nè, đó. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi. Rồi, mình đè xuống, là nó sẽ yên sẽ bung lên. Anh Vin quay tổng thể nè. À, rõ ràng bung lên nha. Ok, à, rồi biết rồi công dụng rồi ha. Sau khi mà bỏ yên được á thì bây giờ mình phải đẩy ngược cái lên lại. Mình không đẩy ngược lên lại á là cái yên của mình nó sẽ không gài xuống được. Rồi thử nè. Không thể nào gài xuống được nha. Không có gài xuống được. Rồi. Đó là mình phải đè lẫy lên lại. Rồi. Rồi lúc ra thì yên mới đẩy được. Đó, rõ ràng hợp lý nha. Hồi nãy rõ ràng đẩy lên rồi mới gài xuống. Vậy là